Thưa sư, con làm nghề buôn bán nhỏ, vậy khi một món hàng con đã định giá rồi, nhưng mọi người xung quanh lại nói là con bán rẻ quá, không đủ trả các chi phí phát sinh khi mua bán, như là tiền mặt bằng tiền điện nước mà đề nghị con nâng giá cao lên. Vậy thưa sư, cho con hỏi nếu con nâng giá cao lên, con có lọt vào tâm tham rồi không? Cái kinh doanh ấy, chúng ta có rất nhiều cái vấn đề mà chúng ta phải căn cứ vào để chúng ta định giá. Thì có thể là những cái người xung quanh quý vị đề nghị là do mình định giá mình vẫn còn thiếu, tức là mình thiếu cái đã tính cái tiền mặt bằng hoặc tiền điện nước đấy, mình thiếu những chi phí phát sinh đó, mình thiếu cho nên là mình đã định giá sai sản phẩm. Thì chỉ đơn giản là mình định giá lại thôi. Nó không có vấn đề gì về cái tâm tham ở đây hết, chẳng qua là mình đã định giá sai và bây giờ mình cần định giá lại. Ví dụ như mình cần khấu hao những cái chi phí phát sinh, những cái chi phí duy trì, chi phí quảng cáo vân vân, rồi chi phí nhân lực đó, tất cả những chi phí, sự ví dụ như vậy mình gom lại rồi mình cộng vào giá thành sản phẩm đấy, rồi mình đưa ra một cái phương án mình kinh doanh hợp lý. Rồi mình còn phải tính là với cái số tiền lời bao nhiêu thì mình đủ nuôi gia đình và nuôi bản thân. Quý vị chỉ cần xác định á, là tôi cần nuôi gia đình và cần nuôi bản thân với cái lượng bao nhiêu là đủ, và quý vị chỉ cần kinh doanh trong cái khoản đó thôi, thì như vậy quý vị sẽ không có phải bận tâm về việc này. Ngài ông cấp cô độc, bản thân ông vẫn kinh doanh vậy. À, ông vẫn kinh doanh, rồi có những cái người những cái người cư sĩ vào thời Đức Phật họ vẫn kinh doanh mua bán, và họ là thánh nha, thánh sơ quả họ vẫn kinh doanh mua bán bình thường. Đó, thì đương nhiên họ vẫn phải định giá mặt hàng thôi, và cái vấn đề đó, đó quan trọng là mình kinh doanh ấy nó có lành mạnh hay không, tức là mình khi mình kinh doanh như vậy đó, mình có nuôi mạng một cách chân chánh hay không, mình có lừa lọc, mình có khai khống, mình có trốn thuế vân vân hay không. Quý vị biết là ở Việt Nam mình nó có những cái tập đoàn đa quốc gia mà họ hàng năm họ báo lỗ, là bởi vì họ chuyển toàn bộ cái lợi nhuận, toàn bộ doanh thu đến một cái quốc gia mà nó không đánh thuế, và nhờ họ báo lỗ như vậy họ không phải chịu thuế một đồng nào thuế ở Việt Nam hết. Như vậy là họ kinh doanh một cách là không không có chân chánh. Còn nếu như mà mình kinh doanh một cách chân chánh thì không vấn đề gì hết ha. Cho nên là cái việc mà quý vị nâng giá lên, quý vị chỉ cần là cân đối thôi, cân đối làm sao cho nó vừa thì không vấn đề gì hết.